Wow, nốt ruồi này to. Ok, nốt ruồi ở trên mí mắt này là một nốt ruồi khó đấy em ạ, bởi vì nó chiếm mất một phần mí mắt của em rồi. Nhưng mà cái này mình vẫn có thể điều trị bằng công nghệ laser để mà mình xử lý cái nốt ruồi này nha em nhé. Vâng. Đấy. Xoay tiếp Chị vào có thả càng người ra nhá. trung càng tốt, cho nó ở giữa này. Không có gì đâu. Ở giữa này, ở giữa này. Mua một cái nốt ruồi ở mi mắt. Một cái nốt ruồi ở mi mắt xử lý sẽ rất là tinh tế. Nào. Ok. Trước tiên là bây giờ mình sẽ tê một tí. Đây soi vào gần đây nhìn này, em kéo hẳn ra. Nhìn thấy một cái nốt ruồi rất là to, đúng nhỉ? Đấy. Trên mi mắt luôn. Tắt đồng nha em gái. Rồi, xong rồi em. Đâu không? Có. Bây giờ cơ. Có cảm giác gì không? Bây giờ còn đau. Thấy một cái rất là to. Cố gắng anh sẽ bảo tồn cho em cái kem nhé, nó bong ra một tháng sau kiểm tra lại nhé để xem cái chân nó còn này không nhé em gái.